Trời ơi. Cầm tay
Má ơi, có bao giờ làm chưa? Em có bao giờ làm chưa? Chưa bao giờ làm. Quá trời, quá đất, xuất sắc. Cái người kia chỉ biết tại sao chiến thắng. Còn riêng em, động lực nào để em chiến thắng? Nói chị nghe. Tí nữa lên nó sẽ nói. Quá xuất sắc luôn á. Bạn kia thì chỉ biết. Mời ba người thắng cuộc lên trên này. Ba người thắng cuộc lên trên này. Quá tuyệt vời. Ngày hôm qua là con này chân đau này, mà hôm nay là quá tuyệt vời. Xuất sắc. Thế nhưng tôi còn làm đến phút thứ 10 là mệt lắm rồi. Thầy cứ hưởng phút cứ bùi. Cứ đúng rồi, đúng phút thứ 10 không? Đâu rồi, hai bạn kia đâu rồi? Nghỉ chút. Nghỉ chút, ngồi đây nghỉ chút. Hai đứa mình ngồi đây nghỉ chút, tâm sự. Hay là lên đây ngồi, lên đây ngồi. Cho mọi người biết. Cô gái kia đó, cô gái kia tuyệt vời. Lên đi em, lên đi. Thầy ơi, bạn này là chưa làm lần nào. Chưa làm lần nào luôn. Chưa làm lần nào. Kinh khủng. Quá tuyệt vời luôn. Ok, nào, hãy chia sẻ cái cảm giác của em. Từ lúc lúc làm, từ lúc cuối em như thế nào. Chia sẻ cảm giác. Thật sự, ba đứa thật đâu. Kêu nhỏ nào, nhỏ cái này. Phải như vậy chính là nó. Không, hồi nãy á là chị nghĩ là hai rồi. Hello. Hello. Xin chào mọi người, em tên là Dung. Chào Dung. Thật sự cảm giác hôm nay vượt qua 9 phút hẳn. 15 phút. 15. Em 13 phút. Nói chung là em trong vòng lắm rồi đó. Mắt nó đỏ kìa, nhìn mắt nó đỏ kìa. Em luyện tập là tầm khoảng 4 phút thôi là 30 cái tạ lên trên người. Mày không bị. Quá tuyệt vời. Cái cảm giác em sẽ kể hành trình cho cái độ mà một phút đã xong diễn dài rồi họ nghe họ em năm người một phút đã xong em năm phút phải em hai phút chưa đâu đến nỗi một phút đâu mà thật sự vượt qua 10 phút thì nó cũng đơn giản không có nhiều nhưng mà do cái kỹ năng của mình chưa có của mình như thế nào các bạn làm bạn gọt bụng á thì bạn chắc chắn sẽ không có khỏi bụng khỏi tay với lại lưng lại cái dịch còn các bạn cứ hầu như đa số ai cũng dùng hết tay dùng cái lưng mình á đưa xuống đúng rồi gồng bụng mà gồng bụng cũng không được. Ok. Em gồng bụng. Chia sẻ cái lưng của em. Tại sao phải khiêm tốn? Tại sao em làm lâu? Lý do gì? Động lực gì em làm? Em khi em làm nghĩ về điều gì? Giới thiệu tên nè. Chị đang muốn biết tên em này. À, chào tất cả các anh chị. À, em tên là Uyên. Chào Uyên. Thì thực sự đó là Uyên không phải là một người hay luyện tập, nhưng mà cái bài tập biết là mọi người có biết thầy Bát không ạ? Biết thầy Bát, thầy này là dạy về NLP. Trước đây là em cũng có tham gia một lớp học của thầy mà cũng thường thì thầy cũng có nói là sức của con người nó có hạn, vô hạn. Nó vô hạn. Quan trọng là bạn muốn làm tới đâu. Thì bản thân tôi trước giờ em không phải là người đam mê luyện tập. Rất là làm luyện tập nhưng mà em có lấy một cái phát trực tiếp luôn đã làm cái gì thì mình sẽ cố gắng hết sức thánh live stream và quay trực video sự, đó là cái lúc mà mới bắt đầu thôi thì sẽ cố gắng lúc đó thì em nói là đi nghĩ một người là cố gắng và thử mình sức mình được tới đâu nhưng đến khi mà còn lại 5 người á thì em lại nghĩ là mình đã cố gắng tới đây rồi lý do gì mình em từ bỏ đúng rồi đây là điều mà nó khiến cho em mạnh mẽ hơn đó là trước giờ là em cho nên là thật sự cái lúc mà nhìn qua nó thấy nước mắt rớt không thì tại vì bản thân mình trước giờ mình đã quen như vậy rồi thì một phần cũng chứng tỏ mà của mình vẫn thành tốt. Wow, tuyệt vời. Hello hả Hảo Lê, rất tuyệt vời. Đang run thì rất tuyệt vời. Anh của chị với em thua còn em ở nhà tên là Mạnh. Chào má. Chào. Tên là Mạnh cơ mà. Giới lại Mạnh để mọi người chào Mạnh. Dạ vâng, xin giới thiệu mọi người em tên là Mạnh. Chào má. Chào tất cả mọi người. Trời ơi, đi khỏi tuổi kìa. Tiếp. Tiếp. Chia sẻ cái câu chuyện em làm như là thích như là lúc đầu làm nào và sau như nào, mình nghĩ do tại sao mà làm được lâu vậy? Vậy
mấy cái anh này có một phút ra hết rồi. Thực sự thì em chỉ muốn nói như này, có nghĩa là dám nghĩ dám làm, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chính xác, vỗ tay. Trời ơi, nhìn tay trong tay ghì nhau. Ôi trời ơi. Tất nhiên là cái việc đấy thì rất chi là cảm ơn vợ em. Nhưng cũng như mà có chia sẻ đây là có một đối thủ hoặc là có một người bạn đến bên cạnh, đấy cũng là một cái động lực cho mình phải tiến lên. Đúng rồi, giống như Thảo tội nghiệp ở đây là tất cả mọi người dồn phía dưới ha. Nhưng mà Thảo ngồi dưới kia chưa chắc hôm nào đã thắng đâu. Đúng rồi, bỏ mình Thảo ở đây, em lên đây. Chưa chắc em đã thắng bởi vì mình không có đối thủ lúc đó mình thắng. Em lại kể, xin kể mọi người một câu chuyện như này. Ngày xưa em ở Quảng Ninh, em đi thi đại hội thể thao. Em chạy 1.000m. Em chạy nhanh lắm, em chạy đứng thứ hai, nhưng mà chắc còn cách khoảng 200m nữa. Nhưng chỉ vì cái luật chơi là mình không có được học nhiều. Cái thứ hai là khi còn 200m em ngoái lại, cái người thứ nhất thì chắc chắn em không đuổi kịp. Em ngoái lại nhìn người thứ ba, nó cách mình xa chắc khoảng 100m. Nhưng mà không hiểu sao 200m em vẫn đuổi người thứ ba. một cái bài học rất đáng là mình không nên đánh giá đối thủ cái chủ quan. Cậu này còn là trên này thì kiểu gì cậu cũng nghỉ thứ hai thứ ba thì cô này cô không nghĩ là cô gái này nó mạnh thế mà ngồi bên cạnh tự nhiên thấy mình thua một gái luôn. Chính là đó giúp cậu thắng đấy, đúng không? Đấy năng lực con người. Cứ cô gái này nói cái câu chuyện là gì ạ? Cái khả năng của con người là vô hạn, thì chúng ta không cố gắng hết sức rồi, đúng không? Anh chị là chẳng có lý do gì chứ không thêm được 1 giây 2 giây nữa, 1 giây 2 giây nữa không lý do được thêm được 1 giây 2 giây nữa. Chẳng qua mình thôi bỏ. Khi mình từ bỏ, ở đây chị đồng ý là mình từ bỏ thì sẽ không có thứ mình muốn từ tay mình đâu. Thôi. Nhá, giờ từ giờ đi ba người đứng dậy để tặng bạn cho cái độ từ từ bỏ. Thì thầy tất cả. Bán thằng đường mong nữa. Nói chung tôi nhiều lắm tài năng. Quá tuyệt vời, cảm ơn cả nhà nha. Đây là ba người chiến thắng đây ạ. Bye bye cả nhà.